Chào các bạn, chúng ta đang có mặt tại kho hàng Nhật Shop Fresh House địa số 15 ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt. Và tôi là Bùi Huy, đại diện cho kho hàng Nhật. Kho Nhật Bùi Huy vừa về một lô máy giặt hàng mua đấu giá, phân khúc chỉ từ 12 triệu đến 18 triệu, phân khúc tầm trung, hàng cực đẹp luôn. Đó, thì ngày hôm nay tôi sẽ lên cho bạn một con máy giặt hàng phải nói là cực độc ở ngoài thị trường. Nếu như chúng ta mở tìm được những con máy giặt ở phân khúc này mà nó được đẹp như này thì thực sự là cực kỳ hiếm luôn. Nếu như mà những ai là thợ đang bán máy giặt Nhật mà xem clip này của tôi thì các bạn cũng phải thốt lên một điều rằng con máy này thực sự là vô cùng độc luôn. Tại vì nó, những con ở máy mà đời này mà nó còn đẹp như thế thì cực kỳ là hiếm. Đấy, trước mắt các bạn đây là một con máy giặt model của Panasonic, là model 5600. Model 5600 này như các bạn biết là nó là dòng VR của Panasonic. Dòng VR thì chỉ sản xuất đến năm 2010 thôi. Và đây là dòng chuyển động trực tiếp cuối cùng của Panasonic. Nói về dòng 5600 với thiết kế này thì chắc chắn là không còn xa lạ gì với những khách hàng đang dùng máy giặt của Nhật nữa, đúng không ạ? Các bạn đã thấy là những con máy giặt 5600 này là một trong những cái mẫu máy giặt mà khách hàng rất thích vì độ ổn định rất là cao, và là nó là dòng cuối cùng của chuyển động trực tiếp, đúng không ạ? Nhiều khách hàng kỹ tính thì thích chuyển động trực tiếp, thì model này là model cuối cùng của chuyển động trực tiếp. Nhưng nó có cái gì đặc sắc mà tôi lại nói là hàng cực độc, mà chúng ta có ra ngoài thị trường thì chúng ta thấy là nó rất ít khi có những con được đẹp như thế này. Đó, thì con máy này là con được sản xuất từ năm 2010 đến bây giờ là 12 năm rồi. Thường thường chúng ta bắt gặp những con máy giặt mà nó còn đẹp thì cũng vẫn có. Đấy, thế nhưng những con mà nó được đẹp như thế này thì rất hiếm có. Nghĩa là tôi không nói ngoa đâu. Đấy, chúng ta sẽ đi vào trực tiếp chi tiết thì chúng ta sẽ thấy được là nó mới như thế nào các bạn nhé. Đấy, trước tiên thì chúng ta sẽ nhìn bên ngoài. Thì bên ngoài này là một con, chúng ta nhìn thấy bên ngoài này chúng ta thấy là gì ạ? Là nó từ cái chất nhựa này, đấy, đến các cái chi tiết này nó cực kỳ mới luôn. Hàng này là vừa về, nghĩa là chưa bảo dưỡng, thợ chưa bảo dưỡng. Tất nhiên rồi, dòng này là dòng sản xuất từ năm 2010 đến bây giờ là được 12 năm rồi. Và khi mà khách hàng mua thì thợ kỹ thuật bên kho Nhật Bùi Huy sẽ phải bảo dưỡng một cách sạch sẽ hết cái lồng trục của nó, đúng không ạ? Đánh răng nó còn rất mới, nhưng mà chắc chắn là hàng dùng rồi, chứ không phải là hàng trưng bày. Đấy, thứ nhất chúng ta nhìn bên ngoài là chúng ta thấy là nó vô cùng mới. Tí tôi sẽ đi tôi quay chi tiết các bạn xem. Đấy, thứ nhất là chúng ta nhìn này, từ cái chất nhựa ở con máy này ấy thì là nó còn đẹp nguyên bản, nước bóng nhựa nguyên bản chứ không phải là như bình thường ấy. Thì hàng về thì chúng ta còn phải đánh bóng này, thậm chí là nó bị ố ải chúng ta phải cạo đi, đúng không ạ? Cho dù nó không ố ải ấy, thì nó cũng vẫn sẽ kém xỉn rồi, chứ nó không thể được bóng mới nguyên như thế này. Từ cái mặt hiển thị này cũng thế, con mặt hiển thị của Panasonic 5600 này nó là màu đen và nó cũng còn rất là bóng và mới. Đó, khác với những con máy giặt bình thường. Đó, từ cái tất cả những chi tiết, ví dụ như là mặt kính cửa trước này, tất cả nhựa về đằng trước hay là vành hay là thành vách. Đấy, thành vách của nó còn được đến mới đến khoảng hơn 90%. Đấy, hay là tất cả mọi chi tiết, đại loại là nó rất mới. Nếu như mà chúng ta, các bạn mà đến các bạn xem trực tiếp thì các bạn cũng phải thốt lên một điều rằng tại sao con 5600 mà lại còn sót một con nó còn mới như thế này. Đó, kể cả chúng ta mở ra chúng ta xem, đây là hàng vừa về. Đấy, tôi quay luôn chứ chưa có vệ sinh. Thì chúng ta xem cái tổng thể của nó, chúng ta thấy này. Đây, tôi sẽ cho các bạn xem bên trong nó có gì vì tôi chưa xem. Hàng mới về tôi thấy tại sao lại có một con máy giặt 5600 mà còn được đẹp như thế này. Nên là tôi quay clip để cho các bạn xem thôi. Đấy, từ hệ thống cái bản lề này còn vô cùng mới, gioăng cao su này còn xanh lét luôn. Đấy, rất là đẹp. Hay là tất cả những cái phụ kiện bên trong, đây là một cái dây thoát này. Cái dây thoát này nó rất là mới luôn đấy các bạn ạ. Đấy, kể cả những cái con mà về những cái con đời mới 2018-19 cũng không gặp những cái linh phụ kiện nó còn mới như này. Đây mới là cái độc này các bạn này. Nó còn nguyên cả sách hướng dẫn luôn. Đấy, đây các bạn thấy đúng model luôn. Nó AVR 5600. Đấy, đố ở đâu mà còn một con máy giặt 5600 mà còn được đẹp như thế này. Thực sự là hàng hiếm đấy các bạn ạ. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Tôi thấy con này đẹp quá, lạ quá nên là tôi quay clip để cho chúng ta cùng xem thôi. Chứ còn tôi sẽ có một cái clip chi tiết để tôi nói về cái lô hàng này. Để chúng ta đang có nhu cầu mà muốn mua một con máy giặt ngon bổ rẻ chỉ hơn 10 triệu thôi, mà hàng đấu giá đẹp, mà sấy bằng điều hòa, thì chúng ta hãy chọn mua ở trong cái lô này các bạn nhé. Đấy, xem linh kiện của nó còn cái gì. Đây là một cái dây thoát, dây cấp nước phụ này. Một cái túi gì đây. Trong túi này thì có một cái đầu cấp của Nhật luôn này. Cái này là một cái giá để chúng ta mắc ở rìa này. Đó, để chúng ta để treo xà phòng hoặc treo một cái những cái phụ kiện này.
Đấy. Đây là một cái vam để chúng ta mở cái khóa lồng. Cái này, những cái phụ kiện như này thường thì chúng ta chỉ bắt gặp ở những con máy giặt hàng trưng bày thôi. Những con máy giặt đời mới hàng trưng bày thôi. Còn đây là hai cái khóa lồng vẫn còn nguyên mới tinh nha các bạn này. Đấy, nó còn nguyên 7 màu này. Đây là một cái cút chõ để chúng ta hút nước phụ ở cái dây cấp nước phụ. Vẫn còn cái này nữa, cái này chính là cái lắp để che chuột này các bạn này, để che vào cái chỗ mà cái lỗ mà để đút cái dây nước xả ra đấy. Có hai bên mà, chúng ta dùng một bên, còn một bên không dùng chúng ta đút cái này vào để chống chuột nhé. Bên trong đây là dây cấp này. Dây cấp thì tại sao có hai cái? Chắc là có một cái từ con máy giặt khác nữa. Còn cả cái này luôn này. Cái này các bạn biết để làm gì không? Cái này chính là cái để che lồng khi chúng ta giặt chăn. Chúng ta sẽ che cái này vào để tránh nó bị cọ chăn ấy, nó bị thò ra về phần gioăng này. Đấy. Thì cái này chính là cái mà để chúng ta lắp vào để che chăn. Cái này thì thường thường chúng ta sẽ bắt gặp ở những con máy giặt mà hàng nước, hàng trưng bày thì mới có thôi. Mà trong khi đó thì con máy giặt 5600 từ đời 2010 đó mà nó còn mới như thế này thì phải nói với bạn là rất ít. Tôi sẽ lấy máy quay để tôi cho các bạn xem chi tiết luôn nhé. Đây, tôi định là tí nữa thì tôi sẽ quay riêng và tôi chám vào sau đấy, nhưng mà thôi, tiện đây cho bạn quay xem luôn. Tôi sẽ quay nghiêng để cho bạn xem nó mới như nào nhé. Vậy chúng ta phải nhìn ánh đèn mà cơ, chúng ta mới thấy là nó phải đẹp nguyên bản. Đây là chúng ta chưa lau chùi gì luôn đấy. Thành vách này, đây là vết bẩn các bạn nhé, băng keo. Đấy là băng keo. Thường thường thì những con như thế này, con 5600 mà về đẹp như này thực sự là rất hiếm khi có. Đây là bẩn nhé. Như tôi nói với các bạn từ ban đầu á, là hàng mới về chưa lau chùi gì cả, là tôi quay clip luôn. Vì nó rất là mới, phải quay luôn như này thì chúng ta mới thấy được cái nó mới nguyên bản như thế nào. Đúng ạ, chứ còn nếu mà mông má rồi thì lại là đơn giản. Cực kỳ mới luôn. Ở clip sau thì tôi sẽ quay review chi tiết cái lô máy giặt này. Cực kỳ đẹp. Đây các bạn này, sản xuất 2010 thôi. Đấy. Tại sao từ đầu đến giờ tôi không nói nhiều về cái con máy giặt này? Tại vì là con 5600 này thì nó không còn xa lạ gì với tất cả khách hàng dùng máy giặt của Nhật rồi. Dương có cái dây không? Thử dòng nó cắm điện xem là nó có lên nguồn không. Bây giờ tôi sẽ cắm điện luôn để cho các bạn xem cho nó khách quan. Cắm vào phát nó lại tèo 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 thì phí nhỉ. Hàng vừa về xong à. Đây là rất nhiều các bạn này. Rất là nhiều. Bao la bát ngát luôn. Có một cái hay là lô này tôi đã phải tích một thời gian để có những cái mẫu hàng trong phân khúc tầm trung. Có hơn 10 triệu thôi mà nó lại đủ hết các tính năng ngon bổ rẻ chúng ta dùng. Con 5600 này được khách hàng thích ở một cái là thiết kế của nó cũng rất là đẹp. Cái màn, cái chỗ hiển thị của nó là màu đen hết. Khi chúng ta bật lên thì nó mới lên. Tôi thử cho vắt luôn nha. Cho vắt luôn xem nó chạy nó có kêu không. Bình thường thì nó về nó kêu thì cũng là bình thường thôi. Tại vì sao ạ? Vì trong một cái quá trình người ta sử dụng thì cái bi nó kém nó kêu là bình thường. Không có gì là đáng ngại cả. Nhưng tôi nghĩ là con này chắc bi không kêu luôn. Tại vì con này nó rất mới. Thì tôi nghĩ là nó vẫn còn tốt tổng thể. Con này chắc chúng ta cứ như này dùng luôn được. Nói vui vậy thôi chứ còn nếu như mà các bạn lấy là khách mua cái là tôi sẽ cho anh em bảo dưỡng thật là sạch sẽ. Đây, kể cả bừng tôn đằng sau này. Chỉ có bẩn thôi chứ không có han. Rất đẹp. Hay là tiện đây tôi tháo cho bạn xem máy móc luôn nhé. Dương ơi, Dương thử tháo giúp anh nào. Cho tiện đây chúng ta xem nó mới từ trong ra ngoài như nào đây. Chúng ta nhìn bên ngoài chúng ta thấy rất mới rồi đúng không ạ? Đây là tôi đang cho quay cho vắt để xem bi có kêu không. Nếu mà bi kêu thì chúng ta sẽ thay bi, không sao cả. Khi mà thay bi thì kho Nhật ủy huy thì anh em kỹ thuật cũng sẽ thay bằng bi Nhật chứ không thay bi Trung Quốc, nên các bạn yên tâm nhé. Bi Nhật Made in Japan luôn. Con này thì có dấu hiệu của việc kêu bi rồi. Thực chất thì như tôi nói ngay từ ban đầu, nó kêu bi là chuyện đương nhiên. Đấy, có nghĩa là tôi muốn cho các bạn xem khách quan. Các bạn nhìn này, nó chạy sẽ không bao giờ rung lắc nhé. Đấy, không rung lắc để thể hiện là cái kết cấu của nó vẫn rất là tốt.
kết cấu nó rất là tốt. Còn bi thì kêu chúng ta sẽ thay thôi. Đây là máy móc của nó này các bạn này. Các bạn nhìn thấy không? Mới nguyên luôn. Đây là bẩn thôi, chúng ta sẽ vệ sinh đi. Đây là đường dẫn gió sấy. Còn động cơ của nó này, cực mới luôn. Đường dẫn gió sấy này, tất cả mọi chi tiết, lốc sấy này, tất cả đều rất mới. Thực ra nhìn bên ngoài mới thì chắc chắn bên trong nó sẽ mới rồi. Đây là một con máy mà còn nguyên cả sách hướng dẫn 5600. Thực sự là rất hiếm khi mà chúng ta thấy những con máy nó còn được đầy đủ hết phụ kiện và độ mới của nó còn như thế này. Mà vẫn phải nhắc lại là nó mới nguyên bản. Chứ còn nếu mà chúng ta mông má lên thì kể cả mông má lên cũng không thể được đẹp nguyên như của nó đâu. Nên các bạn yên tâm đi. Mông má lên nó chỉ làm bớt cũ thôi chứ nó không thể làm được mới thành như này được. Đó. Thì con này thì nó về được đúng một con thôi. Tại vì tôi chỉ hàng đẹp tôi mới lấy thôi. Đấy, về đúng một con để chung vào cái lô này thôi. Thì nếu như mà khách hàng nào mua được thì nhanh tay mua sớm thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ được một con máy cực kỳ giá trị. Còn nếu mà chúng ta, những khách hàng nào mà chưa mua được mẫu này thì chúng ta cũng đừng buồn, vì chúng ta vẫn còn rất nhiều các cái mẫu khác. Đấy, rất nhiều những cái mẫu khác, hàng đều là hàng đấu giá rất đẹp các bạn ạ. Đều là hàng đấu giá rất đẹp. Đây là có tất cả các cái khay rác sấy và các thứ này là tôi tháo ra thôi. Khi mà vận chuyển nó sợ rơi, chứ còn khi mà khách hàng lấy thì sẽ lắp vào đầy đủ hết các bạn nhé. Đấy, tất cả máy đều rất đẹp luôn. Nên các bạn yên tâm. Đấy, chúng ta sẽ mua được những con hàng tốt trong đợt hàng này. Cảm ơn các bạn. Các bạn cần tôi tư vấn thì hãy gọi điện cho tôi. Các bạn cần tôi làm clip review về sản phẩm gì thì hãy comment ở bên dưới thì tôi sẽ làm clip các bạn nhé. Cảm ơn các bạn, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.